trước mắt tập thể các bác là một mẫu xe gầm chung số rộng, được nhập khẩu nguyên chiếc và cực kỳ ít xăng. Và dòng này rất là bền các bác nhá, rất là bền xe luôn. Nước sơn màu đỏ xịn, la răng đúc của xe là 5 chấu kép. Và la răng của chiếc xe đã được lên la răng mới rồi các bác nhá. Đấy, con này của em nó là bản đủ kịch. Thì có chìa khóa thông minh này, rồi có cửa sổ trời các bác nhá. Nội thất bên trong của cái chiếc xe đây, các bác nhìn xem. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, bản đủ kịch đồ các bác nhá. Có điều hòa ô tô tự động này, rồi màn hình giải trí Android cỡ lớn mà anh chủ trước cũng đã được lắp thêm. Và đây là tần số của cái chiếc xe, đây, tần số dí dắt các bác nhá. Vô lăng tích hợp có một số những phím điều khiển và công tắc an toàn được làm ở giữa vô lăng đây. Đấy, và km của chiếc xe được hiển thị trên đây nó là 11 vạn km các bác nhá. Và có cam hành trình đây. Xe cực đẹp và rất là tươi xe luôn. Một con xe mà chạy rất là ít, chạy rất ít. Những cái vị trí như này các bác nhìn xem rất là sáng đẹp này. Đấy. Trần và cửa sổ trời của xe đây các bác nhá. Trần nỉ nguyên bản theo xe vẫn còn rất là căng đẹp luôn. Con này của em được mang tên là Hyundai i30 các bác ạ. Được sản xuất năm 2008, số tự động. Động cơ của chiếc xe máy 1.6 các bác nhá. Xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Mẫu xe gầm chung 5 chỗ số tự động. Đây là phần đầu của chiếc xe. Thì các bác thấy là chiếc xe này cũng đã được lên đèn bi cao cấp rồi. Loại bi xịn các bác nhá. Bi này rất sáng vào ban đêm luôn. Và các bác nhìn xem cái chóa đèn pha của xe rất là sáng đúng không ạ? Rất sáng. Lốp sơn của xe rất là bóng. La răng của xe thì các bác thấy đây, la răng của những chiếc xe đời mới rồi đúng không ạ? Lốp dày các bác nhá. Có sinh nhan báo rẽ nằm ở trên gương và có cục gương tự động. Đây, đây là sinh nhan của chiếc xe, gương đây ạ. Nóng nanh đúng không ạ? Từ phần gương cho đến phần cánh cửa này các bác nhìn xem, nước sơn rất đẹp. Có nút bấm một chạm khi mở cửa và chốt cửa các bác nhá. Được nằm ở vị trí này. Kính dán xung quanh rồi. Kính của xe cũng vẫn là kính zin luôn. Đời sản xuất đây. Em nhầm nhá. Thì đăng kiểm của xe đến tháng 10 năm 2022. Đang quay có một người, người ta nháy điện thoại, cái là mất tập trung các bác ạ. Và chia sẻ với các bác là chiếc xe này của bên em đã được rút hồ sơ rồi. Các bác mua về là mình chỉ việc đi bấm biển thôi nhá. Chỉ việc đi bấm biển luôn, rất là nhanh. Bây giờ các bác biết là rút hồ sơ rất là lâu. Bây giờ có cái cơ chế thay đổi rút hồ sơ rất là lâu luôn. Cho nên là những cái chiếc xe mà đã rút hồ sơ như này rồi thì rất thuận tiện cho các bác mình về đi bấm biển đây này. Rút hồ sơ và tên bên em rồi thì bên em làm công chứng sang tên các bác. Và lúc đấy là các bác chỉ việc những cái thủ tục còn lại rất đơn giản thôi các bác nhá. Đấy, phần đầu xe các bác nhìn xem rất là mới luôn. Từ phần cặp đèn pha cho đến cặp đèn hậu và cả như cặp đèn gầm đúng không ạ. Đấy, những cái lưới tản nhiệt của chiếc xe đây các bác nhìn xem không bị gãy vỡ gì nhá. Đấy, nước sơn đây. Đấy, đẹp lắm các bác ạ. Chiếc xe rất là chất luôn, chạy rất là chắc xe. Dòng này ngày xưa cũng rất là nhiều tiền đấy. Tất nhiên là sẽ nhiều tiền hơn i10 và hơn i20 rồi. Vì đây là i30 cơ mà đúng không ạ? Phanh đĩa và phanh ABS các bác nhá. Có đầy đủ giá. Và bên đây cũng có sinh nhan nằm trên gương. Đây em quay cho toàn thể các bác mình xem đây. Đấy, chìa khóa đây các bác nhá. Đây chìa khóa của chiếc xe đây ạ. Được nằm ở vị trí trên chỗ cần cặp mưa này. Đấy, tay nắm cửa xe đã cốp lốc rồi. Và vị trí bên đây cũng có một nút bấm từ một chạm nữa các bác nhá. Đấy, phanh đĩa là 4 bánh luôn chứ không phải là 2 bánh đâu. Đấy, phanh đĩa rồi phanh ABS tổng là có cả 4 bánh luôn. Lỗ ngoại thất sạch sẽ và cũng đã được độ và nội thất bên trong rất là nhiều thứ rồi đúng không ạ? Như là sàn, như là tắp đi tắp nô và như là màn hình cam lùi, cam hành trình các bác nhá. Đã được chủ xe người ta lắp thêm rồi. Một con xe rất là lành tính luôn. Tiết kiệm nhiên liệu chỉ tầm khoảng là trên dưới 7 lít trên 100 km thôi các bác nhá. Rất ít xăng luôn đúng không ạ? Xăng bây giờ xuống thấp rồi. Xăng đã xuống thấp. Hệ thống gương kính chỉnh điện của chiếc xe thiết kế đầy đủ và có cả cục gương tự động. Và đây là chốt cửa, chốt trẻ em. Đấy. Đây là chỉnh đèn sáng tối, vô lăng tích hợp thì có những gì ạ? Có phím điều khiển âm thanh, đàm thoại rảnh tay. Rồi có sấy sưởi ghế các bác nhá. Đấy, sấy sưởi ghế hai ghế trên này. Đấy, có cổng điện ra 12V và có cổng nghe nhạc iPod. Đấy, và đây là phanh tay đây. Đấy, phanh tay đây các bác nhá. Xe ok, rất là gọn gàng luôn. Chiếc xe rất là gọn. Đấy. Em quay đến chỗ nào nó đẹp đến chỗ đấy luôn các bác ạ. Thì chiếc xe này nó như thế nào, chi tiết như nào thì em sẽ quay chi tiết làm sao rõ ràng nhất cho các bác mình ngắm ở trên clip ngày hôm nay. Trong video này, bây giờ em quay luôn đây. Các bác đăng ký kênh đi, nhấn theo dõi trang đi.
để xem thêm và đồng hành với bên em trong những video tới và những thời gian tới thôi nhá. Địa chỉ có tới 90.2 Trường Chinh, quận Tân Bình, Hải Dương, chính là bên kia. Đấy, chỗ màu đỏ kia kìa. Đấy, siêu thị ô tô Hải Dương thì có cả hơn 100 đầu xe các loại cho mình tham khảo và lựa chọn các bác nhá. Và dòng i30 này thì bên em đang có hai con. Một con bản thiếu thì giá chỉ có 270 triệu đồng thôi, còn vẫn còn bớt. Còn con này thì giá loanh quanh bên em đang bán là trên dưới 300 triệu đồng các bác nhá. Trên dưới 300 triệu đồng thì thường thường với dòng xe bản đủ em hay bán tầm giá đó, tùy theo chất. Con nào mà không đẹp thì bên em sẽ bán ở dưới 300, còn con nào mà đẹp xuất sắc thì nó sẽ là trên 300 một ít các bác nhá. Và cụ thể chi tiết chốt giá là bao nhiêu đối với cái con xe này thì mình alo cho bên em đi theo ba số điện thoại hotline là 093 8586307 và 0389000555 và 0335838389 các bác nhá. Cái lối Zalo để được biết thêm chi tiết. Và đây này là có thể các bác mình cùng xem cái phần cánh bên lái này. Đấy, cánh bên lái đây ạ. Những cái gioăng, những cái phần keo chỉ, những cái bu lông ốc vít bắt phần khóa cửa ở đây các bác nhìn xem này. Đấy. Đấy, nó rất là ok luôn nha các bác. Con này và nó là chiếc xe đẹp thực sự luôn. Chỗ này là có loa này. Đấy, và đây là vách cửa này các bác nhá. Vách cửa đây, sàn đây. Sàn của xe được thiết kế sàn da 5D các bác nhá. Đấy, những phần móc chốt khóa đây rất là sáng đẹp này. Bu lông ốc vít ở đây là chưa bị bặn này. Lòng trong thậm chí nó vẫn là sơn zin luôn. Đinh tán cột kèo là không mất một cái đinh nào cả các bác nhá. Ghế da zin. À, ghế da xịn. Zin thì không phải là zin mà là ghế da xịn các bác nhá. Ghế da xịn loại tốt và vẫn còn rất là mới. Các bác nhìn xem rất là mới luôn. Chỗ này có một cái tì tay và cũng là một chỗ cho các bác đựng đồ. Đấy, đồ dưới đây các bác nhá. Lái rất chuẩn, phanh rất ăn. Đây, và vô lăng của xe thì còn đẹp. Do sử dụng ít cho nên là vô lăng của xe vẫn còn đẹp các bác nhá. Tôn vỏ của những cái dòng xe Hyundai nhập khẩu người trước thì nó rất là cứng và dày. Tôn của nó rất là cứng luôn. Chạy thì sẽ rất là chắc xe nhá. Những dòng xe nhập chạy rất là chắc xe luôn. Và đây là mép cánh cửa tiếp theo mà em đang quay cho các bác. Thì cái mép cánh cửa này cũng đã được dán cái phần gioăng bên ngoài rồi. Để làm gì ạ? Để chống ồn, để chống bụi. Đấy là cái mục đích mà của người ta dán gioăng các bác nhá. Thì các bác về mình có thể dán thêm một vị trí, một số vị trí. Đây, mép cửa đây các bác nhìn xem này. Cái lớp sơn màu đỏ rất là dễ nhìn đúng không ạ? Rất dễ nhìn luôn. Và sẽ hợp cho một số mệnh đúng không ạ? Cái mệnh hỏa này và mệnh thổ em thấy là cũng dùng những chiếc xe màu đỏ này rất là nhiều. Đây các bác nhá. Nội thất của chiếc xe i30 này nó sẽ rộng rãi, nó thoải mái cho mình để chân. Rất là thoải mái cho mình để chân luôn. Đấy, chân thì rất căng. Cửa đóng rất chắc. Đây các bác nghe em đóng cửa này. Rất chắc tiếng luôn. Êm nhẹ đúng không ạ? Thân vỏ căng lép các bác nhá. Cam kết và sẽ bảo hành cho bác luôn về những cái vấn đề là tai nạn đâm đụng và ngập nước thủy kích, giấy tờ an ninh pháp lý, những cái đấy mà các bác nhà mình hoàn toàn yên tâm các bác nhá. Yên tâm về những cái vấn đề đó. Xe nào cũng thế, xe nào cũng vậy, bên em đều có sự cam kết cho bác yên tâm. Và đây là cái đèn đằng sau chiếc xe, các bác nhìn xem này, đèn rất là đẹp luôn, nước sơn rất là bóng đúng không ạ? Thành giá lốc ở đây, ở đây là lốc đèn các bác nhé, lốp đây các bác này, lốp rất dày nhá, chạy thoải mái luôn. Con xe này nó được nhiều đồ chơi rồi các bác ạ. Ở phía sau lại có những cái mắt cảm biến lùi nữa này và có cả camera lùi nhá. Và khoang hành lý này thì rất là rộng để đồ thoải mái cho mình này. Đấy, lốp dự phòng được đặt ở phía bên dưới. Và từ cái phần nỉ các bác nhìn xem, nỉ của xe vẫn thậm chí là những cái vị trí này nó không bị bẩn này. Đấy, có một vài vị trí hơi ố bẩn một chút xíu thôi, không đáng kể đúng không ạ? Đấy, dưới đây là mình đựng đồ. Lốp dự phòng được đặt ở dưới nhá. Đấy, có một cái tấm ngăn giữa khoang hành lý và khoang hành khách. Đây các bác nhá. Phía sau đây i30 CV kép các bác nhá. Đây là bản CV kép. Bản thường thì nó là bản thiếu các bác nhá. Đây là bản CV kép là bản đủ đấy. Đấy.
gầm trung chứ không phải là gầm thấp và không phải là gầm cao đâu. Đây gọi là gầm trung các bác nhá. Với sơn rất là bóng đẹp này. Đây, đèn pha, đèn hậu xe rất là mới luôn. Rất mới luôn. Bốn cánh cửa của xe cũng vậy. Rất đẹp, các bác nhìn xem rất đẹp luôn. Em quay kỹ như vậy đấy ạ. Các bác xem thêm chỗ nào bảo bên em để bên em gửi hình ảnh, gửi video cho nhá. Em quay kỹ như này thì nó cũng là thực tế rồi, đúng không ạ? Nó cũng là thực tế rồi. Nhưng mà nhiều người vẫn muốn xem thêm hình ảnh thì em cũng sẽ nhắc thêm các bác là em sẽ gửi hình ảnh cho các bác mình nếu các bác cần thì các bác nhá. Ở chỗ này bằng chất liệu da, ở dưới ở giữa đây là chất liệu da các bác nhá. Và đây là loa âm thanh của chiếc xe, âm thanh nghe rất là hay. Con này của em thì các bác yên tâm là máy số zin, xe thì hoàn toàn không có lỗi tai nạn, không đâm đụng gì nhá, máy số vẫn zin đấy ạ. Thì em sẽ quay cái máy cho bác xem nhá, chút thôi, bác chờ em chút xíu. Đây một cái phần ép cánh cửa nữa, quay chi tiết hơn cho bác ngắm. Bốn tấm lên cánh cửa của xe đẹp như nhau hết này, vách cửa này móc chốt quá này, các bác nhìn xem. Một con xe mà nói là đẹp ít có về chất lượng, đúng không? Đây nha các bác. Đấy, đồ nhựa bên trong của xe này còn đẹp. Chỗ này có một cái cốp đồ đây. Đấy, có cổng cắm USB và khe SIM các bác nhá. Hai túi an toàn. Đây một túi và giữa vô lăng một túi nhá. Và có định vị GPS này, rồi có cả tem để cho mình đi cao tốc này. Đấy, có sẵn rồi các bác nhá. Đây, chi tiết khu vực bên trong nội thất của chiếc xe. Các bác quan tâm liên hệ sớm để bên em bán cho các bác chiếc xe này là hợp lý nhất về giá cả các bác nhá. Giá bên em cũng nói sơ qua trên đây rồi và cũng sẽ ghi ở tiêu đề nữa. Thì các bác đang quan tâm, đang tìm mua những dòng xe mà tầm tiền trên dưới 300 triệu thì em nghĩ đây là một chiếc xe để cho bác mình tham khảo lựa chọn, chọn về mua về cho gia đình nhà mình. Đấy, đi những mẫu này là yên tâm rồi đây. Xe cũ nhưng mà các bác cứ tìm cho em những con xe nó còn ngon, nó còn chất thì hoàn toàn là mình yên tâm sử dụng các bác nhá. Con này thì lại rộng rãi nữa, thoải mái đựng đồ rồi ngồi mình không bị kích vướng, đúng không ạ? Mọi chi tiết xin được liên hệ cho bên em theo 3 số điện thoại. Và tiếp theo là những vị trí cần thiết, đây là phần gầm và phần máy của chiếc xe đây các bác nhá. Vâng, đã chi tiết đầy đủ. Máy rất đẹp luôn, sáng. Chúng tôi thì em sẽ quay đến cái phần máy xung quanh xem gầm đây. Con này của em nó là đỏ xịn nhá. Thì các bác thấy một số chi tiết như là phần khe mép vách được gầm, không có cái hiện tượng là có dấu hiệu là đổi màu, đúng không ạ? Màu đỏ này rất là ít đây. Màu đỏ rất ít các bác nhá. Màu khác nhiều như màu đỏ của dòng xe i30 là sẽ ít hơn. Luôn. Đây, các bác nhìn máy nó đẹp như này cơ mà. Đấy, sáng như này cơ mà. Máy khô rang các bác nhá. Và chắc chắn điều rằng là sẽ không có hiện tượng gì về lỗi máy rồi các bác nhá. Củ máy zin, củ máy củ số của xe là vẫn còn zin, không chảy dầu chảy mỡ, không rung giật, không rung nắc. Không có tiếng kêu tiếng gõ gì các bác nhá. Đấy là về cái phần động cơ và củ số. Và đây là cabo đây các bác nhìn này, tem còn lý đẹp. Keo chỉ còn, còn zin luôn đúng không ạ? Phần máy đẹp các bác nhá. Vâng, đấy là cái phần kiến thức nội ngoại thất của chiếc xe này và cũng tả cho toàn thể các bác biết về cái tình trạng. Những cái mà các bác không nhìn thấy thì bên em cũng đã tả và cũng đã chia sẻ cho các bác mình biết rồi. Các bác nếu ưng, nếu thích, nếu quan tâm mình xem chiếc xe này thấy phù hợp thì nhấc máy gọi điện sớm cho bên em theo 3 số điện thoại mà như em vừa em cũng đã đọc. Đấy. Sẽ có giá đẹp nhất cho toàn thể các bác mua các bác nhá. Các bác mình có thể alo để thương lượng về giá cả. Và các bác có thể trả giá để mình vào việc mình mua chiếc này các bác nhá. Xin chào tạm biệt. Hẹn lại các bác vào những chương trình, những video lần tiếp theo. Cảm ơn các bác rất là nhiều.